Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Hậu quả của hiểu sai, lệch lạc về tôn giáo và khoa học. Nguồn tin từ tác giả Chu Mộng Long. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Điều kỳ lạ là nhiều trí thức Việt Nam y rơi vào tệ nạn đồng bóng thường viện dẫn anh xanh rằng nhà khoa học vĩ đại nhất trong thời đại này cũng có đức tin tôn giáo. Câu thưởng viện dẫn được cho là của Einstein, khoa học không có tôn giáo là khoa học què quặt, tôn giáo không có khoa học là tôn giáo mù quáng. Câu này không sai nhưng bị hiểu sai rằng trong Einstein vẫn có hình ảnh thần linh, tích cực thì cho trong Einstein có một thượng đế hình nhân đã sắp đặt nên vũ trụ tiêu cực thì cho anh xanh cũng mê tín dị đoan tức là hoang tưởng và đồng bóng như một số tín đồ của tôn giáo đồng bóng sự thực trong thế giới như tôi thấy anh xanh đã chia làm ba loại trải nghiệm tôn giáo một tôn giáo của sự đe dọa và sợ hãi ở con người sơ khai trải nghiệm tôn giáo của họ là sợ hãi sợ đói sợ thú dữ sợ bệnh tật và cái chết ở cấp độ này bằng bản năng sinh tồn đầu óc con người tưởng tượng ra cái tự nhiên mang các hình nhân ít nhiều giống họ mang cả nhân tính như họ nhưng mà to lớn hơn mạnh mẽ hơn để biểu trưng cho mối đe dọa rồi thờ cúng sự thực hành nghi lễ cúng tế thực chất là sự mua chuộc hối lộ với niềm tin sẽ được tha thứ hay được ban thưởng đây là thứ tôn giáo hình thành nên đẳng cấp các giáo sĩ đặc thù đại diện cho quyền lực cũng là cha đẻ của các nền chính trị độc tài, biến đại đa số quần chúng thành nô lệ. Loại tôn giáo này thuộc mê tín dị đoan. Những dân tộc nào mà còn loại tôn giáo này, dân tộc đó còn ở trình độ man khai. 2. Tôn giáo luân lý hay là cảm xúc xã hội Loại tôn giáo này thường sinh ra từ nhu cầu phân biệt thiện ác của cuộc sống thế tục. Tôn giáo này phát sinh từ quan hệ xã hội qua trải nghiệm về cái chết và phạm sai lầm từ đó kích thích một thứ ham muốn hướng thiện được che chở và yêu thương kể cả ban thưởng và trừng phạt tất nhiên tôn giáo luân lý vẫn bị pha trộn bởi tôn giáo của sự đe dọa và sợ hãi cho nên dẫu tôn giáo luân lý có cấm mê tín dị đoan thì kết cục của nó vẫn thường bị mê tín dị đoan làm tha hóa và con người vẫn bị nô lệ bởi thần quyền, lẫn cường quyền. Khi còn mặc cảm về sai phạm, kể cả còn ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về cái đói và chết chóc, các thần tượng về cái thiện và tình yêu thương bị biến thành đối tượng cúng tế, tức là mua chuộc và hối lộ hay là buôn bán thần thánh. Và tôn giáo của tín ngưỡng vũ trụ còn gọi là đại đạo đây là loại tôn giáo mà niềm tin về một thượng đế hoàn toàn phi nhân hình nhẫn lẫn nhân tính. Đó là tôn giáo mà cá nhân cảm nhận được tính hư vô trong những ước vọng và mục đích của con người, cảm nhận được tính hùng vĩ và trật tự kỳ diệu trong thiên nhiên cũng như trong suy tưởng. Anh ta cảm thấy sự tồn tại của cá nhân mình như một thứ tù ngục và anh ta trải nghiệm cái tổng thể tự nhiên như là một chỉnh thể thống nhất và đầy ý nghĩa nói nôm na chính là thứ tôn giáo kích thích hứng thú và sức mạnh của sự khám phá và hiểu biết hiểu biết thì vượt lên nỗi sợ hãi của thân phận nô lệ hiểu biết là đức hạnh cái đầu óc thông tệ khi đi theo tôn giáo này khoa học và cả nghệ thuật chân chính cũng thuộc tôn giáo này chỉ có những người đi theo tôn giáo này mới có thể vượt qua sự sợ hãi vượt qua luật thế tục và những thứ phàm tục để vươn tới luật trời Dễ hình dung Einstein thuộc loại tôn giáo nào Và ở Việt Nam Với đủ các loại tôn giáo và tín ngưỡng Mà đến chính trị gia, nhà khoa học Cũng ngơ ngác tin theo Là đang thuộc loại tôn giáo nào Hiểu sai, lệch lạc Thì các tệ nạn không diễn ra Mới là chuyện lạ Kính thưa quý vị Vừa rồi là bài viết của tác giả Trung Mộng Long Hậu quả của hiểu sai Hiểu lệch lạc về tôn giáo và khoa học Đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau